Bảo nhang khởi thank you.
tâm ngữ trước án tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Vô Lượng Thiên Thiên Thánh Mẫu
bán thiên công chúa quê quỳnh đôi bên hội quỳnh tiên khăn điều áo thắm chốn quảng ngàn nội cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên đền sầm sơn địa tiên vương mẫu đền sầm sơn thờ địa tiên vương mẫu chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời thánh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự đền thoái cung tiếng oai hùng thỉnh năm quan hoàng tử tuần sắc rồng chấn thủ năm phương quản cai sơn hải đại sang đông quân tuần quan thường ngàn tối linh
về. Đồ hương xa nhiệt pháp rơi mông quân sư Phật thầy hội tất gia vân quỳ sư kế tường bần thành lý phương ân sư Phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma thank you.
Chính
cung nghỉ sòi. Dưới thuyền trên bộ đùa nhau, uốn lưng nở núi lắc đầu thì càng sông. Mặt mà lá xanh xanh
chốn thiên thanh ra vào khấn vai, ngậm lòng trời lại ai lòng nhân chiêm bao phút thấy bộc thần sao xa đổi vị phu nhân đi mơ thank you.
lâu đài để nhị cương cô đào tiên đầy lộc non bông nỉ nở hoa thanh mộ thấy sóng xa đổi vị nhâm tí thìn tí thìn bóng nguyệt còn in nỉ
ngự cảnh tiết nhiệm bầu nhà thương thành kính quỷ tấu. Trong làm việc soi về dân trang
xoay trong làm gì xoay về sân
sang nghề đường nghề lượm bóng châu ấy
ngay cửa nhà. Gia sử hôm nay đồng ra các chủ chúa về chỉ cho. Xa xa thấy ngôi đền Tiên Chúa, đây mới
thật là đẹp, trăm hoa xinh đẹp sao kia người giàu có đây người lùng. Bụi tàu khúc sơn trang muốn dâng lên ca đời đời chúc Chúa Bà trường xuân. Về bắt kịp sớm chiều cả vàng tay tôi, tay tôi tiền bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ cuộc đời đời giàu sang. Chân người đi rừng linh thiêng kiều lối này này à, dâng lễ à. Chúa đi chọn lối này, đi chọn lối này thôi. Đời núi bao la bao la, lên ngọn Chúa hái trăm hoa, hái hoa bạc để đến đây biết bao thánh đồng chờ mong hoan thê. Con tu cá tu cày dâng con tu nị cùng con tu quay chất phát nị nèn chi cha mà chi chô tận lục tận lô cha chầu nhận kín kín chầu kín cha à ơi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ canh thắp bờ rực nề giữa càn khôn lũ xưa đã mọc đầu rồng treo chơi bên ngọc
dọc sông Đà dạo khắp suối Khe Hàng Miếng, suối rút trèo về Chúa thắp ở là công chúa anh hùng.
rừng xanh mở lối qua nước sơn, thẳng tới dốc cuốn trên non cao, cuốn khúc dạp trường xóm làng nơ thương, châu võ mõ tiếng ca mà cục tác vượn dư con tha thiết đêm thâu chim là đông nhẹ múa quạt bên lâu đi về sân khê riêng mới biết bao thanh đông.
Lệch đêm đêm đốt mà say đường, sáng em tiếng mắt đi
đây cha thầy kinh đây mang tôi bước lên dậy làm nương. Chưa bà sai cho dạy cho quốc cư dân cường, sẽ trong năm biết môn không tay hoa sống lắm. Chưa ba sắp chưa ra xoay sang thân xa, chỉ có non nước nở hoa bốn mùa, sẽ cho được một mùa nở hoa. Sáng tự hào quang hê nhắc trông lên, nhắc trông lên, nhắc trông lên sáng tự hào quang. Sáng tự mơ dư răng mê mai, sáng tự mơ dư răng mê mai. Hập lưng đai, hập lưng đai, giọt nắng giọt dài, tay cầm to đục chân dài sao hoa. Hãy subscribe thank you.
từ đỉnh núi Hoàng Vu. Nắng khẽ lang tít vô lơ chưa bao hà, nắng khẽ lang tít vô lơ bao hà, phát được mòn mòn mong người qua.
con lệnh truyền truyền phát các quan ngươi tả văn yêu võ lưu ban đó đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng khai quan dòng nhang thật kỳ diệu con lệnh truyền đền châu ngã tích tăng cúng giả kim bụng toàn thân cận bánh chưa thiên trên đường sớ điệp dâng lên ngày nay sớ điệp dâng lên quan lớn tổ đôi chưa biên dành dành thay cho đệ tử chưa sinh nhất thực tiên cung về
giám sát quản cai trên thượng ngàn con đệ nhị quản cai không chỉ tam giới không sai đại thần đi.
nhạc trống lên thầy tòa giáng sơn bát ngát ni không đi đâu bằng mình phố cát qua đi.
phong tôn thật đẹp, quan thái tử đề ta ma phi phương diệt bảo dòng nhà ta y ta cường đi.
chị ở đây trước cửa thiền nhà. Trước đi cửa thiên nhà thần đệ tử con dâng tiên văn đàn để trình sự tích để tam mi hoàng thái tử.
chuyến mười phương trên trời dưới đất này. Mới thôi qua
cung Nam Mì Tàu, cung Mì cung Bắc Đầu Ê Sổ trật ra Lào đức ê quan lớn chết biển thọ chưa bao quan lớn tuần này đã ra
dậy thần cơ. Cửa sông nghe đâu đó phụng thờ, định ra lại nổi chính từ quan lớn tuần tranh. Cảnh an thanh nhiều đời, lịch lịch sử
Ông dạo chơi thanh thị hồ tiêu
dân nhang miệng miệng từ bi tam tòa thiên thánh chứng chi cho đông người đi à. Son sắc tốt tươi dương dài lên ngàn, lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa, kim trầu đốt đuốc vào ra sớm chiều, vui mây lặng chịu vai đều. Bốn phương hội họp để đã tháng ngày ban
dày bổng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho dài nhất dáng tình yêu bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thanh đồng gọt ngang khói cùng thờ. 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Chợt người đi dừng nhiều đường lắm lối này này à, rằng người à châu đi chọn lối này đi chọn lối này thôi, đồi núi đồi núi bao la bao la bao la hết ngàn lại hái bông hoa, hái bông hoa hái hoa bạc để đến đây biết bao thành đồng chờ bao.